Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Chào bạn đến với kênh City Hai Studio và quay trở lại với những video hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của Toàn. Thì hôm nay Toàn sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kênh YouTube rất là thú vị ha. Đây là một kênh vlog và kênh này chỉ khoảng 31.000 người đăng ký thôi. Nhưng mà gần đây thì kênh YouTube này có một cái video 2.500.000 người xem. Mà nội dung video này rất là độc đáo và thật sự không có giống ai hết. Rất nhiều người trong chúng ta bỏ nhiều công sức nhưng thậm chí không kiếm nổi 1.000 view. Nhưng với anh chàng vlogger này, không chỉ kiếm được số view gấp nhiều lần mà anh ta thậm chí còn chẳng phải làm gì. Bạn có tin không? Hãy cùng mình tìm hiểu video sau nha. Rồi, video này các bạn sẽ biết được nội dung người ta làm video gì mà tại sao lại được người xem như vậy. Thì một cái kênh YouTube vlog, chúng ta nếu như chúng ta mới làm thì chắc chắn để được một cái video triệu view là rất khó. Chỉ có những kênh YouTube lớn, những kênh có nhiều lượt subscribe thì họ mới đạt được những cái video triệu view. Tuy nhiên thì các bạn hãy cùng với mình nhìn trên màn hình thì các bạn sẽ thấy bất ngờ với cái video trên kênh YouTube này nè. Rồi, trên màn hình của các bạn là cái kênh YouTube mình mới vừa tìm thấy và thông tin của anh chàng này rất là nóng ở mấy ngày hôm nay ở trên cộng đồng YouTuber. Thì đây là kênh YouTube của một vlog đến từ Indonesia. Và các bạn thấy nè, lượt đăng ký kênh hiện tại chỉ có 31.400 người thôi. Nhưng cái video hồi ngày 10 tháng 7/2020 đạt được xem rất là khủng ha, hơn 2.500.000 người xem. Và kênh YouTube này đang bật kiếm tiền nha các bạn. Và có rất nhiều người thích cái nội dung này. Đó, các bạn thấy không? 20.790 người thích bình luận và lượt like là 67.000, 5.000 người không thích. Và mình cũng có tìm hiểu xem cái nội dung này làm về cái gì mà tại sao có nhiều người xem như vậy. Và thật bất ngờ, toàn bộ 2 tiếng đồng hồ cái video này không nói bất kỳ một lời nào và cũng không làm bất kỳ một hành động nào, chỉ ngồi yên một chỗ nha các bạn. Đó, thật sự đúng là một cái video rất là kỳ quặc và độc đáo không giống ai hết. Đó, các bạn thấy ha, thời gian nó vẫn cứ trôi nhưng mà anh chàng vẫn cứ ngồi yên như vậy 2 tiếng đồng hồ. Và các bạn thấy nè, rất nhiều người comment và người ta tỏ vẻ rất là thú vị về cái nội dung video này. Và những cái comment rất là hài hước mình đã đọc rồi. Và qua cái video này chắc chắn rằng nhiều bạn cũng sẽ thấy ngạc nhiên. Và qua video này mình muốn chia sẻ cho các bạn một cái điều ha. Với một kênh YouTube vlog thì các bạn làm một cái video được 1 triệu view liền thì rất là khó. Nhưng mà các bạn cứ làm tốt và các bạn cứ theo đuổi mục tiêu làm YouTube, làm video đều đặn. Và đến một ngày nào đó hãy cố gắng làm những cái video nó độc đáo, thu hút, là các bạn sẽ có sự đột phá trên kênh. Cho các bạn xem luôn kênh YouTube của anh chàng này ha. Thì đây là một kênh YouTube vlog bình thường giống như những kênh vlog và thử thách ở Việt Nam của chúng ta. Và lượt xem nó cũng đạt mười mấy ngàn ha, đến cao nhất là 80 mấy ngàn. Chỉ có cái video này là nó sự đột phá. Và với cái video này đã đem về cho kênh YouTube này hơn 14.000 người đăng ký chỉ trong vòng một tuần. Rất là hiệu quả luôn. Và các bạn thấy đây là một cái điều các bạn nên học hỏi ha. Hãy cố gắng theo đuổi làm YouTube và đăng video đều đặn. Và các bạn sẽ có ngày các bạn cũng sẽ đạt được cái video như thế này. Và các tờ báo cũng có đưa tin về cái kênh YouTube này. Và mình cũng có tìm hiểu vì sao là anh chàng này lại đưa ra cái nội dung video độc đáo không giống ai này. Thì đây là cái chia sẻ thật tình của anh chàng này. Các bạn cùng với mình tìm hiểu nha. Đây là cái toàn bộ câu nói của anh chàng này luôn. Mình xin trích dẫn và mình sẽ nói cho các bạn thấy được thật ra thì lý do nào anh ta lại làm cái video độc đáo này. Thành thật mà nói thì tôi không mong đợi gì video này gây sốt như vậy. Tất cả những gì tôi muốn làm là tạo ra một cái video thú vị bình thường cho những người đăng ký kênh của tôi. Và thật sự thì anh chàng này không có ngờ cái video sau khi public lên lại có quá nhiều người quan tâm như vậy. Và lúc đầu anh ta chỉ muốn quay cái video khoảng 5 phút. Nhưng mà với một cái thông điệp đó các bạn thấy nè, anh ta muốn làm ra một cái nội dung để
giáo dục giới trẻ Indonesia, nhưng mà anh ta không có ý tưởng làm và làm video một cách miễn cưỡng, không có chuẩn bị nội dung được, do đó anh ta cứ ngồi và không nói được lời nào. Cứ như vậy cái video nó kéo dài 2 tiếng đồng hồ luôn. Và một cái điều chia sẻ thú vị là khi anh ta quyết định không có ý tưởng gì làm video, anh ta cố gắng, anh ta ngồi và anh ta cố gắng để quay video nó ngồi yên như vậy. Anh ta sợ rằng cha mẹ lại kêu anh chàng này đột ngột và cái video bị dừng đột xuất, thì cũng may mắn rằng cái video nó không bị gián đoạn. Cuối cùng anh ta cũng ngồi yên 2 tiếng đồng hồ để làm ra thành cái video đó và đăng lên YouTube. Thật ra thì đăng lên nó mang tính giải trí và cũng không có mong đợi gì được view, nhưng mà nó là hiệu quả rất là cao. Nhất là doanh thu cao nè. Thứ hai là anh ta kiếm được hơn 10.000 người đăng ký trong vòng thời gian quá ngắn. Rất là hay. Và qua cái video này, đây là một cái bài học cho các bạn làm YouTube cũng như là những các bạn đang làm vlog, các bạn nhớ cho mình nè. Chắc chắn rằng trên con đường làm YouTube các bạn sẽ đến thời điểm các bạn sẽ có một cái cú hích lớn trên kênh YouTube các bạn, cũng giống như cái trường hợp của anh chàng này các bạn. Đây, một cái video sẽ trở thành một cái cú hích lớn và thậm chí là nguồn cảm hứng cho bạn làm YouTube cũng như là cho những người xem video của các bạn làm. Các bạn thấy không? Chỉ trong vòng thời gian ngắn đã tăng lên cả 10,000+ sub. Mà chúng ta làm thật sự thì kiếm được 10,000+ người đăng ký đâu phải dễ, nếu như các bạn làm đúng và các bạn đi lên từ con số 0 rất là khó. Nhưng mà hãy cứ nỗ lực và hãy cứ tìm tòi những cái gì độc đáo, chia sẻ chân thành và có một chút gì đó nó hơi độc lạ, thì chắc chắn là người xem sẽ tự động tìm đến bạn. Và theo mình á, những cái người xem đến video này chủ yếu là họ tò mò ha. Thứ hai là họ chia sẻ cái video này cho bạn bè họ xem và bạn bè của họ cũng tò mò luôn. Và cứ như vậy cái sức ảnh hưởng của cái video này nó lan tỏa, rất nhiều người tò mò muốn xem anh chàng này làm cái gì thì xem và comment. Và mình có dịch cái tiêu đề này từ tiếng Indo sang, thì các bạn thấy nè, tiêu đề video rất đơn giản, chỉ có 2 giờ đồng hồ không làm gì. Và có rất nhiều kênh YouTube bắt đầu bắt chước làm. Đây, một kênh re-up luôn rồi nè, 11.000 người xem. Và rất nhiều kênh YouTube cũng làm như thế này, ngồi yên 2, 3 giờ, 4 giờ, thậm chí có video làm ngồi yên 8 tiếng đồng hồ luôn. Nhưng mà mình chắc chắn rằng lượt xem sẽ không cao như video này, bởi vì người ta chỉ thích những cái gì độc lạ và duy nhất ha. Những cái còn lại nó chỉ kế thừa thôi. Có thể thì nó sẽ cũng có nhiều người xem, nhưng mà lượt xem chắc chắn sẽ không bằng cái người làm video đầu tiên, cái người khởi xướng cái ý tưởng độc đáo này. Thì khi các bạn làm YouTube, các bạn cũng nên tìm tòi cho mình một ý tưởng độc đáo như thế này để kênh YouTube các bạn nó đột phá. Và mình cũng đã từng có một cái video đột phá giúp kéo kênh YouTube của mình lấy luôn được nút bạc YouTube rất là nhanh nè. Thì hy vọng rằng qua cái video này các bạn học hỏi được một cái điều gì đó từ cái kênh vlog của anh chàng này ha. Rồi, mình sẽ dừng video ở đây. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ là động lực cho các bạn tiếp tục làm YouTube cũng như làm vlog trên YouTube nha. Và nếu như các bạn cảm thấy nội dung này thú vị, đừng quên like video này ủng hộ mình và nhấn subscribe đăng ký kênh CD Hang Studio của Toàn để đón xem clip hướng dẫn về kiếm tiền trên YouTube của tiếp theo của Toàn nha. Và hẹn các bạn ở video sau, mình sẽ làm một cái video ngồi không 2 tiếng đồng hồ không nói gì để chia sẻ video YouTube cho các bạn. Ok, xin chào, chúc các bạn thành công nha.